Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu quyết định số 27 trên 2020 của Ủy ban dân tỉnh Bạc Liêu về ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Trong phần trả lời thư có phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành quyết định số 27 trên 2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng duy trì hệ thống thông tin cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, việc phối hợp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất và thường xuyên. Thông tin dữ liệu cung cấp phải đầy đủ, chính xác, đúng theo quy định. Không được lợi dụng việc cung cấp thông tin để sách nhiễu, trục lợi, phát tán các thông tin trái với quy định của pháp luật đối với việc trao đổi phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu lãnh đạo của cơ quan hoặc người có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện báo cáo cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại quy chế này và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thông tin dữ liệu do cơ quan mình cung cấp về chế độ báo cáo cung cấp thông tin dữ liệu quy chế này quy định sàn giao dịch bất động sản tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản tổ chức hành nghề công chứng công ty tổ chức bán đấu giá tài sản và các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản Hàng tháng phải cung cấp các thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản, như thông tin về lượng giao dịch, giá giao dịch bất động sản đối với căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền để ở, văn phòng, mặt bằng thương mại, dịch vụ đã bán, cho thuê trong kỳ. Đối với chủ đầu tư dự án bất động sản, hàng tháng phải cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án trung tâm thương mại đồng thời hàng quý còn phải cung cấp thông tin dữ liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cụm công nghiệp bên cạnh đó còn báo cáo thông tin về dự án phát triển nhà ở dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cụm công nghiệp dự án trung tâm thương mại ngoài ra các ngành như sở tư pháp tài nguyên và môi trường kế hoạch và đầu tư thuế thống kê quỹ ban dân dân cấp quyện và cấp xã Hàng tháng phải báo cáo cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến bất động sản trong phạm vi mình phụ trách về Sở xây dựng. Trên cơ sở đó, Sở xây dựng tổng hợp đưa vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh để phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội, cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến bất động sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và tổ chức cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật. <laughs> Mở đầu tiết mục hôm nay chúng tôi trả lời thư của chị Hồ Thị Mỹ ở xã Long Thành của Vĩnh Lợi. Thư chị hỏi. Vợ chồng tôi có ý định bán một mảnh đất cho người quen. Chúng tôi đã thỏa thuận được giới bên mua về giá và phương thức thanh toán. Nếu làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có cần phải công chứng hay không? Chị Mỹ thân mến, khoảng 3 điều 167 luật đất đai năm 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất như sau. Việc công chứng chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau. Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm B khoản này hợp đồng cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên. Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo quy định trên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của anh Nguyễn Mạnh Hà ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. Thư anh hỏi. Khi người vi phạm hành chính được cơ quan có thẩm quyền lập biên bản vi phạm, vậy trong thời hạn bao lâu cơ quan có thẩm quyền mới ban hành quyết định xử phạt? Theo yêu cầu của anh Hà, chúng tôi xin trả lời như sau về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, điều 66 luật xử lý vi phạm hành chính quy định, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản. Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình mà cần có thêm thời gian để xác minh thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn. Việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày. Như vậy thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính thông thường là 7 ngày kể từ ngày lập biên bản và thời hạn tối đa ra quyết định xử phạt là 60 ngày. Chị Nguyễn Hồng Thấm ở xã An Trạch A, huyện Đông Hải, thưa chị hỏi. Tôi làm chủ hội có hơn 10 hội viên, vừa rồi có một hội viên đã hốt hội rồi, nhưng đến hạn lại không đóng hội chết lại. Do đó tôi phải đóng phần hội bị hội viên này giật. Vậy tôi muốn đòi lại số tiền hội viên này giật thì cần có những giấy tờ nào để kiện ra tòa án? Chị thắm thân mến, Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định, đương sự có yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập cung cấp giao nộp cho tòa án tài liệu chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp. Chứng cứ bao gồm tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử, lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng, kết luận giám định. Như vậy theo quy định trên, khi chị khởi kiện để bảo vệ được quyền lợi của mình thì cần cung cấp cho tòa án danh sách hội viên có chữ ký của người bị kiện hoặc dữ liệu cho thấy có sự tham gia chơi hội của người bị kiện. Khi đó, tòa án nếu thấy cần thiết sẽ lấy lời khai của người làm chứng là những người cùng chơi hội yêu cầu giám định chữ ký của người bị kiện trên chứng cứ mà chị đã cung cấp cho tòa án. Liên quan đến việc chia tài sản, bạn Nguyễn Lê ở xã Phước Long, huyện Phước Long hỏi. Do hoàn cảnh riêng, tôi và bạn gái chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống với nhau, cả hai đã tạo lập được một số tài sản. Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn thì được chia tài sản như thế nào? Xin chào bạn Lê. Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì được giải quyết như sau. Về quan hệ tài sản được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con, công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập. Căn cứ và quy định trên, do bạn và bạn gái không đăng ký kết hôn mà chỉ chung sống với nhau như vợ chồng nên không làm phát sinh nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Khi không chung sống với nhau nữa thì không cần làm thủ tục ly hôn. Nếu có tài sản chung thì sẽ do hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được với nhau thì sẽ được giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về chia tài sản thuộc sở hữu chung. Cụ thể trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung. Khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác. Như vậy, nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng khi chia tài sản sẽ do hai bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa án chia tài sản chung. Việc phân chia sẽ dựa theo công sức đóng góp của mỗi bên và trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con. Bà Lê Hồng Mỹ ở xã Phong Thành A, thị xã Gia Rai, thư bà hỏi. Cháu tôi năm nay 15 tuổi, vừa qua cháu lấy xe máy của cha mẹ để đi, vậy cháu tôi có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không? Bà Mỹ thân mến, điều 5 luật xử lý vi phạm hành chính quy định về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính như sau. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý. Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính. Người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác Trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan đến quốc phòng an ninh thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân có thẩm quyền xử lý. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra. Cá nhân tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, dùng tiếp giáp lãnh hải, dùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. Theo quy định trên, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về lý do quý. Do vậy, cháu bà là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính. Bạn Nguyễn Hồng Quân ở xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải hỏi: anh trai có thẻ bảo hiểm y tế hết hạn một năm và chưa gia hạn. Hiện anh tôi bất ngờ bị đột quỵ, phải điều trị tích cực tại bệnh viện tuyến trên. Bây giờ gia đình tôi mua mới thẻ bảo hiểm y tế, thì anh tôi có được hưởng quyền lợi ngay không? Yêu cầu của bạn quân chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế hiện hành, nếu người dân không đi làm mà tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình lần đầu, thì hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế sẽ phát sinh sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền. Điểm B khoảng 3 điều 16 luật bảo hiểm y tế quy định, Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Và theo quy định tại khoảng 5 điều 12 Nghị định 146 trên 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế, thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước. Theo các quy định trên, Trường hợp người anh của bạn có bảo hiểm y tế đã hết hạn đến một năm, do vậy nếu có tham gia bảo hiểm y tế trở lại thì được xem như là người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu và đến 30 ngày sau mới được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế. Bạn Phạm Thị Hằng ở xã Phước Long, huyện Phước Long, thư bạn hỏi. Vợ chồng tôi đã ly hôn được 2 năm. Con trai tôi hiện đang ở với cha, Sắp tới tôi muốn đón cháu về ở với tôi, xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? Bạn hàng thân mến, yêu cầu của bạn được luật sư Lê Hải Lâm, trưởng văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. Trả lời thư của bạn Phạm Thị Hằng, thì vợ chồng chị được tòa án giải quyết cho ly hôn và quyết định giao con cho chồng chị trong non chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Việc chị muốn đón con về ở với chị thì phải thỏa mãn các điều kiện sau. Tại khoản 2 khoảng 3 điều 84 của luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong những căn cứ sau đây Cha mẹ có thỏa thuận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để trực tiếp chăm nom chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên khi có một trong những điều kiện mà tôi vừa nêu thì chị phải làm đơn gửi khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn gửi tại tòa án cấp huyện nơi chồng và con chị đang sinh sống. Ông Nguyễn Thành Long ở xã Phong Tân thị xã Gia Rai gửi thư về chương trình phản ánh. Gia đình ông thuộc diện có công với cách mạng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng tự xây dựng được nhà ở. Ông đã nhiều lần yêu cầu chính quyền địa phương giúp đỡ để xây cất căn nhà nhưng chưa được quan tâm giải quyết. Ông Long thân mến, phản ánh của ông được ông Lý Minh Đức, Phó trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Giá Rai thông tin như sau. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Bạc Liêu về việc hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhưng không có khả năng tự xây dựng sửa chữa được nhà ở. Quỹ ban nhân dân thị xã Gia Rai đã tiến hành khảo sát trên địa bàn. Toàn thị xã có 220 hộ gia đình người có công với cách mạng, đủ điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà và đã đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ xây dựng nhà và sửa chữa nhà ở nằm ngoài đề án theo quyết định số 22 trên 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hộ ông Nguyễn Thành Long được đoàn khảo sát kết luận đề xuất sửa chữa do hiện trạng nhà của ông Long xây dựng đã lâu nên nền xi măng máy tôn bị dột nên tổ đề nghị sửa chữa. Trong 220 hộ gia đình có công được đề xuất có 64 hộ sửa chữa, trong đó có hộ của ông Long và sau đó tỉnh cũng có đoàn khảo sát lại và cũng thống nhất đề xuất hỗ trợ sửa chữa, không hỗ trợ xây dựng mới cho hộ ông Long. Như vậy qua hai lần khảo sát của thị xã và tỉnh đều thống nhất đề nghị sửa chữa là hoàn toàn đúng với hiện trạng nhà ở của ông Nguyễn Thành Long. Trên đây là công văn trả lời của phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Gia Rai. Chúng tôi chuyển đến ông Long và gia đình được rõ quý vị và các bạn thân mến công văn trả lời của phòng lao động thương binh và xã hội thị xã giá rai với ông nguyễn thành long cũng đã khép lại chương trình hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn gặp lại